Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của 266 Vlog nha. Hiện tại thầy đang có mặt ở trong Linh Hoa tại đàn của chú anh chị. Thì trong đây chính là nơi cất giữ những kỷ vật kỷ niệm của những nghệ sĩ nổi tiếng. Thì em vào bên đây em chia sẻ cho cô chú anh chị những di ảnh cũng như là những tràng hoa của cậu Năm Vũ Linh. Đây cô chú anh chị, đây là những cái hoa mà có lẽ là cũng khá là lâu rồi cô chú anh chị mình không có nhìn thấy qua được những cái hoa này. Tại vì từ khi mà cái rạp của mộ của Năm Vũ Linh tháo ra rồi á, thì hoa được đem lên trên đây trưng bày và để trên đây của chú anh chị cũng khá là lâu lắm rồi ha. Thì mọi người cũng không thấy được những cái hoa này, nên hôm nay em đến đây chia sẻ cho cô chú anh chị xem lại những kỷ niệm ngày xưa, những cái kỷ niệm ngày trước, những cái hoa. Thì đây là em còn nhớ cái hoa này là của chị cái gì Quỳnh Quỳnh người ta Angelina Quỳnh gì đó. Đó thì chị ở nước ngoài. Đây là cái lẵng hoa này thì mới đem sau đây nó đúng cái ngày 100 luôn, nhân ngày 100 đó. Trong cái Zalo này á, thì cô chú anh chị mình có thể quét cái mã Zalo này để kết nối với lại cái nhóm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của chú anh chị trên Zalo. Đây là cái lẵng hoa này. Dạ anh chào chú. Còn hai con rồng này thì đây là hai con rồng thì theo em được biết thì của một chị rất là thương cậu Năm, mà không chắc có lẽ là em không tiện nói tên cả nhà, tại vì hai con rồng này cũng chưa từng đem ra mộ cậu Năm lần nào, chỉ đem lên và sau đó thì đem tới để tại nơi đây luôn, nên em cũng không tiện nói tên ha. Thì chắc có lẽ cô chú anh chị mình cũng biết. Phía bên trong thì hoa này thì của màu hồng là của chị Ami Quách, của cô chú anh chị. Cái hoa hồng này nè là của chị Ami Quách nè. Đó, bên trong là của chị Hồng Ngọc nè. Đó, ở đây là mấy cái lẵng hoa của chị Hồng Ngọc của chú anh chị. Cái bông này thì bệnh nó là rất là đẹp luôn của chú anh chị. Mấy cái theo thời gian nhưng mà nó vẫn tốt, tươi tốt luôn. Đây của chị Hồng Ngọc nè, hoa hồng này của chị Hồng Ngọc nè. Nếu mà những cái loại hoa này mà để trong nhà và được bảo quản cẩn thận thì xài rất là lâu và bền luôn của chú anh chị. Đây những cái lẵng hoa này, đó, những cái cây này nhớ là cây táo của chị Hồng Ngọc nè, hình như là tặng trong cái ngày thứ 100 luôn của chú anh chị. Cây này là cây giả mà có gắn những cây táo vô. Bên kia thì cũng có những cái chậu hoa. Đó. Đây. Đây là hai chú nai giả mà nó nằm ở phía dưới cái lẵng hoa của cái tấm hình mà cậu Năm chống cái càm giỡn với lại bé bé Bun hay gì đó cả nhà. Đó thì là mấy con nai là nó nằm ở phía dưới đó, được trang trí phía dưới. Thì con nai này thì còn sừng, con nai này thì bị mất lỗ tai, bị mất cái sừng rồi nhưng mà vẫn còn để đây cô chú anh chị. Đó, những cái bông này thì vẫn còn cô chú anh chị. Đó, khá là đẹp ha. Hai cái chậu hoa giả cũng được đặt lên trên đây nữa nè. Nói chung là những kỷ vật của cậu Năm Vũ Linh thì vẫn còn ở trên đây nha cô chú anh chị. Khá là đẹp ha. Còn lại vẫn còn Y Thinh lên trên này. Em muốn chia sẻ một chút xíu về những kỷ niệm của bà con cô bác, những cô chú anh chị đã gửi gắm những tình yêu thương về cho cậu Năm thì vẫn còn để ở đây ha. Và bây giờ mình lên trên mình chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở phía bên trên thì hình ảnh của cậu Năm ở phía bên trên. Đó, nhờ là những hình ảnh để trên đó trưng bày trên đó cô chú anh chị. Ở đây nè cả nhà thấy cũng có khán giả nè, đến tham quan nè, đứng đây chụp hình. Bây giờ em sẽ lên trên ha. Lên trên thì có lẽ là cái Linh Hoa tại đàn này á, thì em cũng chia sẻ cũng khá nhiều lần rồi, cô chú anh chị mình cũng biết nhiều rồi đúng không, nhưng mà lâu lâu thì mình cũng phải chia sẻ lại để cho cả nhà mình có thể thấy rõ được những hình ảnh của cậu Năm cho đỡ nhớ cô chú anh chị. Phía đây là nuôi cá, phía dưới đây nuôi cá cả nhà, những con cá chê rất là to nha, cá rô phi cũng rất là to.
Muốn đi lên trên đây thì phải leo những bậc thang như thế này nha, cao lắm nha. Trên đây rất là mát thôi chú anh chị. Trên đây có mấy anh mấy chị làm văn phòng ngồi trên đây nữa. Mình lên đây mình tháo dép luôn nha. Mình để dép ở một góc này. Đây, cả nhà ở đây có tay thấm thảm nè. Đây là hình ảnh của cậu, của chú anh chị. Đây, tấm hình của chị Hồng Ngọc để đây. Rất là đẹp luôn, của chú anh chị. Đây, tấm hình này của chị Liễu Phan. Đó, à, chị Hồng Ngọc nữa nè cả nhà. Đây nữa nè. Tấm hình này, tấm hình ông tiên của chú anh chị. Trên đây thì khá là sạch sẽ nha cả nhà. Em thấy là không có bụi gì chứ, sạch sẽ lắm. Đây, đây là tấm hình của chị Liễu Phan nữa. Đó, đẹp ha. Đây, tấm hình này thì rất là to. Chưa một lần nào đem ra mộ của năm cả. Thì được đem lên đây luôn, đặt xong rồi được đem lên đây luôn của chú anh chị. Bên đây của chị Kiều Giang ở Mỹ nè. Đó. Bên đây cũng vậy của chú anh chị. Khá là đẹp luôn ha. Rồi bên đây cho cô chú anh chị xem. Đó. Bên đây là tấm hình của cô Tám ở Mỹ, ở Florida. Đó, cây đàn của chị Hồng Ngọc nè. À, cái này là của chị Amy nè. Đó. Cung đàn dương thế đã xong. Thiên đàn tôi đến ngân nga đôi lời. Tiếng đàn tôi thay tiếng lòng. Ngân nga khúc nhạc tơ lòng vấn vương. Đó. Không cô chú anh chị. Thì hầu như là những tấm hình đây rất là đẹp, vẫn còn rất là đẹp ha. Có những tấm hình phía sau này nè, những tấm hình này thì có khi là đem vào ban đêm thì em có không có ấn tượng gì nhiều, tại cũng không biết chủ nhân là ai. Nhưng những tấm hình mà khán giả đem tới thì hầu như là em ấn tượng rất là nhiều. À, có lẽ là có ai sắp xếp lại cô chú anh chị. Có lẽ là có ai sắp xếp lại để hình ảnh cho nó ngăn nắp, nó gọn gàng nè. Cả nhà nhìn thấy ở cái khu chỗ này nè, là được sắp xếp lại ha. Ảnh nhỏ ở phía trước, ảnh vừa vừa kế, và sau đó là tới ảnh tới, ảnh lớn, ảnh to. Cô chú anh chị nhìn thấy hình như là có một cái sự sắp xếp lại, nó hơi nó gọn gàng lắm chút xíu ha. Lần trước thì nó hơi bừa bộn hơn, lần này thì có một cái sự sắp xếp nó hay hay ấy cô chú anh chị. Đây, bên đây tấm hình của nghĩa trang Hội viên Bình Dương tặng. Phía bên đây thì tấm hình của chị Hà Trang, chị Mỹ Duyên. À, tấm hình này á, là em nhớ là của lúc đó là chị Nga với lại cô Thành đó cả nhà. Đem lên là có người gửi ở trên nhà đó, rồi xong đi xe xuống rồi đem lên theo. Đó, tấm hình này, mấy tấm hình này đem vào ban đêm của chú anh chị. Mấy tấm hình này đem vào ban đêm nè. Tấm hình này, mấy tấm hình này ban ngày, ban đêm. À, tấm hình này là của một anh tên Hảo và một người chị ở Cà Mau đem lên tặng cậu Năm ha. Thì em nhớ lúc đó đem tấm hình theo, có đem cua Cà Mau theo để dâng lên cho cậu nữa của chú anh chị. Đó, ở đây xong rồi. Không có nước hả ta? Của chú anh chị. À, phía ngoài, phía trong đó thì tấm hình, cả nhà thấy có tấm hình của cô. Của cô bán vé số nữa kìa. Đây, tấm hình này của cô bán vé số nè. Cô bán vé số có thấy được thì cứ yên tâm ha. Tấm hình này vẫn được đặt ở đây, rất là trang nghiêm lịch sự. Nè, tấm hình này thì đẹp nè. Tấm bên đây thì của chị Thanh Loan, chị Ngọc Huệ. Khá là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó.
phía bên kia thì có một tấm hình to của chị Hà ở Thanh Hóa đó cô chú anh chị. Đó. Phía trong nữa là tấm hình của chị Lành mà nó bị bẫy kiến hay sao rồi. Đó. Em thấy nếu mà làm hình thì làm cái kiểu này nè. Cái kiểu này nè cả nhà, giống như ảnh cưới vậy đó. Thì cái chất liệu gỗ nó bằng gỗ đó, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì. Còn làm bằng kiến thì nó bể, nó rớt nó sẽ bị bể. Đây nè cả nhà. Đó. Đây là tấm hình của chị Hà ở Thanh Hóa. Đó, cả nhà thấy không? Rất là to nha. Phía bên trong còn mấy tấm đó nè. Để em đưa cái điện thoại sát vô trong cho cô chú anh chị mình thấy. Thấy rõ nha. Tại vì ở đây nó chen vào không có được. Đó. Đây là những câu thơ nè cả nhà. Hạn kiếp lai sinh. Đó. Cô chú anh chị thấy không? Thì tấm hình do tấm hình của chị Hà to quá nên được đặt phía trong cả nhà. Đây, tấm hình này cái áo sọc xanh nó bị bể kiến nên để đây cô chú anh chị nên được đặt nó đó. Đây là tấm hình của chị Thanh Loan với là chị Ngọc Huệ. Bên đây cũng có mấy tấm hình nữa nè, cô chú anh chị thấy khá là đẹp ha. Tính ra là hình ảnh của cô chú anh chị mình á, là gửi tặng cậu Năm đến thời điểm này vẫn được bảo quản, vẫn được đẹp, sạch sẽ và trang nghiêm lịch sự ở chỗ này. À, cô chú anh chị, cuốn album, cuốn hình của cậu á, thì cũng được để chỗ này. Mấy cây quạt thì của cậu thì cũng để chỗ này. Cô chú anh chị, album hình nè. Được để chỗ này cô chú. Đây là những kỹ vật của Dinh Cầm Tư Còn. Đây là những bài báo nè. Cả nhà nhìn thấy những cái tờ băng rôn, những bài báo mà hồi xưa nhìn nó cổ xưa mà nhìn nó thấy hay hay cô chú anh chị ha. Phía bên này thì hình ảnh của soạn giả Nhị Kiều. Đây là những cái huy chương hay sao của soạn giả Nhị Kiều. Bên đây là bác Viễn Châu của chú anh chị. Trong đây có một cái bài hát là Tâm Sự Mai Đình. Bên đây là nhạc sĩ Hoàng Trang. Những cái bài hát nổi tiếng như là Không Bao Giờ Quên Anh, Kể Chuyện Trong Đêm, Ước Nguyện Đầu Xuân, Nếu Đời Không Có Anh, Tâm Sự Với Anh, hoặc là những cái bài như là Ăn Năn. Phía bên đây có cái bật lửa Zippo. Bật lửa Zippo của nhạc sĩ. Phía bên kia, ở trong kia thì có cái chuyện ký tập văn của Vũ Đức Sao Biển, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Bên đây là bác Thanh Sơn, đôi bàn tay của bác Phạm Duy, mộ của bác Phạm Duy. Cô chú anh chị có, em có quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình mấy lần nữa, mộ bác Phạm Duy trong đây. Phía đây là những cái hình ảnh. Hình ảnh của những người nổi tiếng, những ca sĩ, nhạc sĩ, soạn giả, đạo diễn, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ ưu tú thì được đặt ở đây. Hồi lúc nãy thì em có chia sẻ cho cô chú anh chị là đạo diễn Quỳnh Phúc Điền ở đây cô chú anh chị. Đạo diễn Quỳnh Phúc Điền đó là cái ngôi mộ buổi sáng em có chia sẻ đó, người thân đến viếng cô chú anh chị. Và phía bên đây thì có mấy cái máy đánh chữ nè của nhà văn Sơn Nam và những áo dài khăn đóng của chú anh chị.
Đây là nhà thơ soạn giả Kiên Giang, mà những tuyển tập của nhà văn Sơn Nam, những cái cuốn sách đó. Đó. Đây là cái gọi là cái chích ngang của nhà văn Sơn Nam. Thì bác là nghiên cứu về văn hóa Việt Nam nổi tiếng của chú anh chị. Phải nói là cái công trình nghiên cứu của bác thì quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn của chú. Phía bên đây thì cũng có những cái kỷ vật của những nghệ sĩ, nhạc sĩ ở đây. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nè, ông đã đóng 280 bộ phim và 304 vở kịch, 48 vở kịch nói, 12 tuần cải lương và vẽ 6 bộ phim hoạt hình. Đó. Ông đạt kỷ lục Việt Nam cho danh hiệu người đóng vai phụ nhiều nhất Việt Nam luôn. Quý anh chị, và bác Hồ Kiển nha. Này. Đây là đạo diễn Lê Văn đó của chú anh chị. Đây nữa nè. Bên đây cô chú anh chị mình thấy thấy ai trong đây không cô chú anh chị? Đó, một tấm hình thì có lẽ là đầy đủ dàn ekip luôn, đóng một bộ phim nào đó đầy đủ luôn. Không biết là cô chú anh chị mình có quen ai trong đó không ha. Bên đây là những cái máy tính, những cái chiếc nón, cái áo, cái máy tính hiệu Sony Vaio từ cái thời nào xa xưa đúng không cô chú anh chị. Đây đạo diễn Bình Phúc Điền của chú anh chị, còn rất là trẻ ha. Cuộc hành trình không quên trên đại lộ thứ 7. Đây là cái hồi ký của đạo diễn Lê Văn của chú anh chị. Đạo diễn Lê Văn là cái học vị rất là cao nha. Học viện Cao đẳng Nghệ thuật Paris, Học viện Nghiên cứu Điện ảnh Paris, cao học lực, luật sư tòa thượng phẩm Sài Gòn. Đạo diễn Lê Văn phải nói là học vị rất là cao cả nha. Ở đây cũng có một bức hình nữa nè. Ban biên tập chuyên đề sự kiện Trung tâm UNESCO Điện ảnh đa truyền thông Việt Nam kính tặng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Chiết và cán bộ biên tập viên, phóng viên. Chuyên đề sự kiện Trung tâm UNESCO Điện ảnh đa truyền thông Việt Nam 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2009. Tặng cái bức ảnh này cho anh chị. Đó. Cô chú anh chị thấy có ai trong hình quen không cô chú anh chị? Ở đây là phòng khu lưu niệm kỷ vật văn nghệ sĩ. Khá là nhiều kỷ niệm ha, khá là nhiều kỷ niệm kỷ vật của nghệ sĩ nổi tiếng ở trong đây của chú anh chị, rất là rộng luôn nè. Đây là những cái băng rôn Dạ Lý Hương, đoàn cải lương tập thể Tình Sông Bé, Dạ Lý Hương. Thank you.
Còn bên đây là những cái băng rôn của đoàn ca kịch Thanh Minh Thanh Nghe. Phải nói là trong đây là những cái vật đầy đủ, kỷ niệm đầy đủ luôn của chú anh chị. Thôi thì có lẽ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha cả nhà. Và bây giờ em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà mình một buổi chiều thật là vui vẻ ha. Ấm áp bên gia đình. Bye bye.